hướng bên kia là chợ An Cụ ở Đại Đình, bên này là Go, siêu thị Go lớn nhất ở thành phố Huế ha Đại Đình ha. Em chào Đại Đình, em chào cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Dạ mình đang ở khu vực thành phố Huế. Dạ bây giờ là 12 giờ trưa, giờ ngọ. Em đi toàn giờ ngọ không à? Dạ. Đi giờ toàn giờ linh đó Đại Đình. Trời rất là nắng nha Đại Đình. Em đứng ở chỗ mát mát một tí xíu để cho nó giải nhiệt, mới chở hai cục vàng em đi siêu thị chứ không có đi đi dạo phố Huế với em. Dạ nóng quá mà sao dạo phố Huế được. À, bây giờ là 12 giờ trưa ngày 16 tháng 6 năm 2023. Em chào Đại Đình, em chào cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Dạ. Huế mùa này nóng ha Đại Đình. Nhưng mà bà con mình nói là tháng 7 còn nóng hơn nữa. Mình mới đi ngang qua trường cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế. Dạ à, bên tay phải mình là khách sạn Indochine Palace. À, trước mặt mình là bùng binh Đống Đa ở đây. À, cứ một chỗ mát mát nấp vô. Cứ trời đứng bóng hết trơn hết đội rồi. Mấy bữa nay em đi quan vòng vòng mấy con đường này hoài à. Tại vì thành phố Huế cũng không có lớn lắm nha Đại Đình. Đâu đó khoảng 220 km vuông thôi. Bằng 1/3, 1/4 so với Singapore. Dạ yeah. 1/3, 1/4 so với Singapore ở Đại Đình. Dân số thì khoảng 400.000 người. Cả nhà thấy đất rộng người thưa ha. Trời nắng lắm nha Đại Đình. Không thể nào tưởng tượng nổi mà nắng nó hầm buổi chiều tối 5-6 giờ đó nó cay người luôn. Cũng may á là dân số mới không có đông rồi, mật độ xe cộ nó không có nhiều nên tưởng là cái hiệu ứng đô thị nó không có cao. Và nếu mà dân số mà nó dày đặc bê tông nhiều, máy lạnh nhiều là thiêu luôn á. Đây em nghĩ chắc là vùng binh chính của khu vực thành phố Huế ở đây. Trước mặt mình là Vincom Plaza ha, hồi nãy là cái siêu thị Go. Các nhà thấy mọi người ra đây mà giống như là mặc áo tràng tu thi đó, không chừa một cái gì hết á, chỉ chừa con mắt để nhìn thấy thôi. Chơi thiệt. Ở bên này có một cái khu chung cư khá là cổ kính, nhưng mà em thấy nó rêu phong hết trơn rồi. Em nghĩ xây sau năm 1975 á, qua đến giờ em thấy cái chung cư này rồi, nhưng mà không có thời gian để đi trải nghiệm, tại em có 4 ngày 3 đêm ở đây thôi. Dạ bây giờ cả nhà đi theo em đi tham quan thành phố Huế. Dạ, nơi có những cái di tích cổ kính, tại vì ta nói là cố đô Huế mà, đích thần kinh xứ Huế mà Đại Đình. Ở đây có kinh thành Huế hoàng thành, rồi đại nội. Dạ, rồi có những cái lăng tập của các vị vua. Gần đây nhất thì cách đây xa thì có cái lăng của ông mộ của ông Ngô Đình Khả, ba của bố của ba của ông Ngô Đình Diệm ở Đại Đình, tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Dạ bây giờ cả nhà đi theo em ha. Golden Plaza à, nắng khủng khiếp luôn á nha Đại Đình. Hôm nay là thứ sáu,
mình đang ở đường Đống Đa Đa với lại Ngô Gia Tự. Thứ 6 giờ đại đường này, 16 tháng 6 năm 2023. À, bây giờ là 12 giờ rưỡi. Đạo đó, và tất nhiên thì nó sẽ cho là khoảng vài phút. Nhưng mà đây là khung cảnh của thành phố Huế vào buổi trưa giờ ngọ ngày thứ 6. À, ngày xưa chắc cái khu này là khu đồn nè, cả nhà thấy cái lô cốt đó, họ canh gác ở đây rồi. Ở đây hầu như là xài xe hơi màu sáng không nha, màu đen hoặc là màu tối là màu ấy là thấy thua luôn, nó hấp nắng khủng khiếp lắm. Và trước mặt mình đây là đường Phan Đình Phùng, em không biết những cái khu này đâu, chỉ nghe các cô chú anh chị chỉ dẫn rồi. Những cái gì sách báo để lại rồi người xưa cổ nhân nói kể thì mình biết thôi, chứ em không phải là người dân địa phương ở đây nên thành thử ra không rành. Còn con đường này bóng mát quá ở đây rồi, hiếm hoi lắm á nha, chênh lệch nó khoảng 10 độ ở đây rồi, chênh lệch thấy rõ luôn á. Cái chỗ đường nào mà không có bóng cây á, cây xanh á thì nó nóng khủng khiếp, còn cái đường nào có cây xanh á thì cây xanh nó đỡ cho mình rất là nhiều. Dạ, em đi qua cầu Phú Cam ha. Đây là khu vực cầu Phú Cam, đường dẫn đi tới khu lăng mộ của ông Ngô Đình Khả. Một nhân vật rất là nổi tiếng khi xưa. Wow, trời ơi, đường phố Huế là đây. Em thích đi đi đây đi đó để mình thấy được cái vẻ đẹp quê hương đất nước Việt Nam mình. Đi để cảm nhận, thấy và chia sẻ. Dạ, đi một cái chỗ nào đó ngoài cái chỗ ăn chơi vui chơi đó ai cũng khoái hết đúng không đại định, thì mình cũng đi tới những cái khu mà nó có một cái dấu ấn riêng của địa phương. Giống như chợ nè, hoặc là những khu di tích di địa chí nè. Dạ, sắp tới đây Kinh Thành họ kỷ niệm 30 năm ngày được ngày được UNESCO công nhận là di sản quốc tế lại di sản thế giới. Trước mặt mình là một nhà thờ ha. Trước mình là nhà thờ ở đây, nhà thờ này là gì thì em không rành lắm. Đây là đường Nguyễn Trường Tộ với lại đường nhà thờ chính tòa. Đây là đường Đoàn Hữu Trân. Đoàn Hữu Trân là một nhân vật của Việt Nam mình ha đại được. Mình mới đi ngang qua tiểu cục Diễm Lâm. Bên tay trái mình là nhà thờ chính tòa. Đây là trường tiểu học Phước Vĩnh ở đây. Chắc đây quá đại rồi đây. Đối diện trường tiểu học Phước Vĩnh có một cái khu. Đúng rồi. Dạ. Cái lăng mộ của ông Lê Đình Khả, Ngô Đình Khả ở đây. Đây là đường Trần Phú. Dạ. Đây là góc đường Trần Phú ha. Đoàn Hữu Trân ha đại đình ha. Mình đang ở thành phố Huế, đường Trần Phú, Đoàn Hữu Trân. Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi. Đó. Ở đây là lăng mộ của Dục Đức. Khu bên này đường Thành Thái Duy Tân. Dạ. Wow. Em để xe góc này.
khá là yên bình ở đây nè. Cả nhà thấy nè. Có một cái khu vực hồ nhỏ, hình nửa mặt trăng ở đại đình ha, hồ Bán Nguyệt. Trước mặt mình là có một cái khu vực nhà lăng mộ đó, không biết phải hay không, mà theo các bà con chia sẻ về di địa chí á, thì chia sẻ cho mình biết đó là khu vực mộ của ông Michael Ngô Đình Khả ở đại đình ha, là một quan đại thần nhà Nguyễn. Ông được biết đến là một đại thần đã cộng tác với Pháp để đàn áp các cuộc khởi nghĩa chống Pháp do Phan Đình Phùng lãnh đạo, về sau lại phản đối chính quyền thực dân Pháp truất ngôi và lưu đày vua Thành Thái. Ngoài ra, ông còn là thân sinh của Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa và người là đứng đầu của dòng họ Ngô Đình. Ông Ngô Đình Khả được coi là người biết cách giáo dục con cái nghiêm khắc, kết hợp niềm tin Thiên Chúa Giáo và những giáo lý nho học. Ngô Đình Khả sinh năm 1856 ở làng Đại Phong, tên nôm là Kẻ Đợi, thuộc xã Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Gia đình ông theo đạo Công giáo, thuộc xứ Phủ Cam tại Huế. Cha là Gia Cô Bê Ngô Đình Niêm, giữ lại quan chức coi thuộc sở Võ Khế, và mẹ là Urasa Hoa Sứ Phường Đúc. Và theo mình được biết thì năm 1870, ông Ngô Đình Khả được Linh Mục Caspar cho đi học tại Đại Chủng Viện Thừa Sai Paris tại đảo Bola Binang, Malaysia cùng Nguyễn Hữu Bài. Sau một thời gian học đạo, Ngô Đình Khả trở về nước và được dạy triết và được phân dạy triết tại Đại Chủng Viện Giáo Phận Huế. Theo mình được biết, ông là thân sinh của cha của Tổng thống Ngô Đình Diệm ở đại đình. Trước mặt mình là khuôn mộ của ông nè. Khá là vắng vẻ, yên bình ha. Khóa cửa rồi. Khóa cửa rồi nha đại đình. Khóa cửa rồi. Đó, cái nhà thấy nè, hoàn toàn phế tích quá ha đại đình ha. Khóa cửa đây. Chắc là lâu lắm rồi không có ai tới thăm viếng á. Ổ khóa này cũng ten xét hết trơn rồi. Dạ. Ổ khóa ở đại đình. Cái nhà thấy nè, hoàn cảnh. Quang cảnh ra, cả nhà thấy không? Rất là vắng vẻ, yên bình ha. Dạ. Chắc là người dân ở đây hoặc là người quản trang họ khóa lại rồi á. Dạ. Ổ khóa thì chắc cũng còn mới lắm. Mà thôi mình đi ra. Đây là một cái hẻm cục góc nhỏ. À, trước cái khu lăng mộ của ông thì có cái một cái hồ nhỏ, bây giờ là ở đây họ trưng dụng làm vật liệu xây dựng ở đây rồi. Dạ. À, trước mặt mình là khu lăng mộ ở đại đình ha. Là cha của Ngô Đình Diệm ở đại đình. Là ông mất vào năm 1923 vì bệnh phổi. Đọc cái tiểu sử của ông rồi có con đường quan lộ thì mình thấy chức cao vọng trọng ha đại đình. Giống như năm 1896 ông được phong làm Thái Thường Tự Khanh, Chánh Tam Phẩm, Chất Thương Biện thuộc Viện Cơ Mật. Một trong thời gian sau, ông được giao việc tổ chức trường quốc học
sau này được gọi là trường cao đẳng tiểu học. Và kiến thức và học tập của nước ngoài và tâm huyết trong giáo dục, Ngô Đình Khả đã đóng góp kết hợp văn hóa phương Tây, phương Đông trong giáo dục trường Quốc học. Hai năm sau, năm 1898, vua Thành Thái phong ông làm thượng thư phụ đạo đại thần, rồi đến năm 1902 thăng hàm hiệp tá đại học sĩ. Cũng trong năm này, Ngô Đình Khải thôi không giữ chức hiệu trưởng trường Quốc học nữa. Để mình sợ coi trường Quốc học Huế có gần đây không, ở đây đây. Trường Quốc học Huế. Gần đây không xa đâu nha đại đình, khoảng 1 cây 8 thôi. Dạ, nó nằm ở trên đường Lê Lợi á, Lê Lợi á đại đình. À, trước mặt mình là ngôi mộ của ông Lê Đình Khả. Ông mất năm 1923 vì do bệnh phổi. Ông là một quan lớn thời triều Nguyễn đại đình ha. Dạ, là ba của ông Ngô Đình Diệm, tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên của Việt Nam mình á. Dạ. À, bây giờ cái cảnh phế tích rồi, hoang phế, cỏ mọc rất là nhiều, không ai trông coi hết. Và năm 1923 tới bây giờ là khoảng đúng 100 năm, đúng 100 năm sau ha. Có nghĩa là qua hai đời thôi, là cả nhà thấy hậu duệ, rồi những người thân thì cả nhà thấy không còn, theo em thấy là không còn chăm sóc rồi cái lăng mộ của ông nữa rồi. Và hai đời ha đại, 100 năm là khoảng hai đời. Năm 1923 ông mất vì do bệnh phổi. Dạ. Wow. 100 năm. Bây giờ người ta nói là 100 năm trong công cuộc bể dâu ở đại. Ở nhà thấy khu vực này yên bình quá. Cái này chắc ngày xưa là cái giếng này đại. Mà bây giờ thì cây nó mọc lên luôn rồi. Cây này chắc là chính nhân, chứng nhân. Chính nhân không được. Gọi là cái gì ta, gọi là cảm nhận được cái lịch sử trải qua ở đây. Chứng nhân là con người thôi. Dạ, chứng kiến cái giếng á, cái đa giếng nước Đậu Đình. Dạ em chạy ra ha. À, khu lăng mộ thì họ mở cửa, nhưng mà đường dẫn vô thì hoang tàn phế tích. À, ở Kiệt 52 lại rồi. Bởi vì có một cái ngôi trường gần đây là có một cái nhà thờ ở đây. À, theo sử sách ghi lại mình cũng được rõ ông là người đứng đầu của gia tộc họ Ngô của ông, Ngô Đình Diệm á, Ngô Đình Khả. Dạ, ông là cha, là ba của Ngô Đình Diệm ở đây. À, bên tay phải mình là nhà thờ. Số 1 đường Đoàn Hữu Trân. Dạ, khu vực nhà thờ. Nhà thờ. Trời nắng lắm nha đại, cả nhà thông cảm giúp em. Để mình lên đi mình cảm nhận phố phường, nhưng mà nó lại quá trời nắng. Mà quay ngược lại để đi qua khu vực trường Quốc học. Em
nơi đây chắc là cũng đã trải qua rất là nhiều cái sự kiện của lịch sử liên quan tới văn hóa Việt Nam mình ở cái triều đại phong kiến nhà Nguyễn. Dạ. Nắng đến độ mà cả nhà biết là phải chạy một chút rồi, em cần một chút á, chứ không có dám mà chạy vàng nắng ở ngoài đường chiều tại vì nó quá nóng. Đi ngang qua cái đường xe lửa ở đây rồi. Nhà trường quốc học cũng gần đây lắm, khoảng 3 phút nữa thôi 1 km. Theo cái Google Maps chỉ ha, em thì cũng không thành lắm. Trường quốc học này cũng gắn liền với người dân Huế, lịch sử của thành phố Huế và cũng liên quan tới cái nhân vật Ngô Đình Khải, cha của ông Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa đó. Đây là cầu Trường Cam. Thẳng hết đường là khu Lê Lợi, chạy cũng khá gần. Thường người ta hay nói là lá rụng về cội ở đây đó. Khu này là gì ngày xưa mà sao chắc là họ bảo vệ cầu á. Nên là thử ra có những cái lô cốt. Đây có một cái đường xá, khu vực đường Nguyễn Trung Độ. Bên đây là trường tiểu học không biết nữa. Trường gì đó em không biết. Đúp, đúp liền. Nắng quá thì em lấy khăn giấy che mặt. Em quên mang khẩu trang. Dạ. Rác luôn á. Giờ ngọ đứng bóng mà. À, chắc là cái trường của Thông Quế, chứ mặt mình ở đây rồi. Một cái trường khá là nổi tiếng ha. Trước mặt mình đây nè, wow, ở đây là đường Ngô Quyền nè. Ồ, sao rộng dữ vậy ta. Ồ, ở đây mát quá hả. Đó, mình đang ở địa phận cái khu vực trường quốc học Huế là Đại Đình, đúng không Đại Đình? Dạ. Yeah. Bọc lại, nó nằm ngay mặt tiền mình trên này nè. Mà chỗ này mát mát, cả nhà thông cảm giúp em ha. Đây là một cái địa danh di tích lịch sử rất là nổi tiếng của thành phố Huế mình. Trường Quốc học hay còn gọi là Quốc học, trường Quốc học Huế. Và một cái niên hiệu hiện nay thành lập vào 23 tháng 10 năm 1896 là một ngôi trường trung học phổ thông lâu đời thứ ba tại Việt Nam. Và một trong ba cái thứ hai đó là 74, đó là Lê Quý Đôn, và một trường trung học Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho năm 1979. Như vậy là cái ngôi trường này đứng thứ ba ha, 74, 79 và 96 năm 1800 mới lại rồi. Ở Mỹ Tho, ở Sài Gòn và ở Huế mình này nè. Dạ, trường này nổi tiếng bởi kết quả học sinh xuất sắc, học giỏi ở đây luôn. Ngôi trường này được thành lập theo chỉ dụ của Ngô Thành Thái giao cho ông Ngô Đình Khả làm trưởng giáo và được toàn quyền Đông Dương ký quyết định vào ngày 18 tháng 11 năm 1896. Dạ. Mình đang đi xung quanh khu vực trường quốc học ha. Được vua Thành Thái chỉ dụ để thành lập, tạo ra những cái nhân tài cho hiện tại của đất nước ở đây đó. Có liên quan tới ông Ngô Đình Khả. Hồi nãy mình có viếng lăng mộ đó. Trường thì còn, lăng mộ thì còn. Dạ, nhưng mà cái khu lăng mộ thì là nó là phế tích. Dạ, mình nhìn cái cảnh thì rõ ràng thì nó là phế tích ở đây. Chỉ tiếc là mình không có vô tham quan được rồi. Hơn tiếc hơn hết nữa, nó là không có ai chăm sóc hết ở đại rồi. Mới 100 năm thôi.
mình đang đi vòng vòng qua khu vực trường Quốc học Huế. Huế thì cổ kính lắm, em nghĩ là chắc người ta muốn giữ lại cái vẻ cổ xưa, nên là thử là người ta không có gọi là duy tu duy trì làm mới, là nó mất đi cái vẻ cổ kính của Huế, kinh thành Huế ở đây. Mình đang đi vòng vòng khu trường Quốc học nè. Nhà thấy đây là một cái khu trường đó. Chắc là các con em những người dân ở đây thuộc thế hệ trước đều đã từng học ở đây rồi ha, đại đình ha, đào tạo ra những cái nhân tài của Huế. Ngoài kia chắc là một nhánh của sông Hương ở đại đình. Mình thấy là mình đang đi vòng vòng ngay cái trường Quốc học Huế là đại đình. Mặt này thì người ta sơn rất là đẹp nè. Wow, tuổi đời khá lâu ha. Ngoài 896 đây trường Quốc học. Xin lỗi nha. Mình để xe đây ha. Mình nhìn ở đại đình ha. Wow. Một trong ba ngôi trường cổ xưa lâu đời của Việt Nam mình ở đại đình. Trường Lê Quý Đôn, trường Nguyễn Đình Chiểu và trường Quốc học Huế. Dạ. Có bức tượng ngoài em không biết ha. Chắc bây giờ con trẻ cũng đang đi học. Chúc các bạn học giỏi. Dạ. Nắng lắm nè. Em đi ra. Để các bạn chụp hình. Dạ, cảnh đẹp lắm nha đại. Wow, ngôi trường này bự dữ ta. Có hai khu luôn. Không biết là cái đường này mới mở hay không thì mình không biết nha. Đối diện là một cái công viên, đây là trường Nguyễn Trường Tộ. Đem quẹo đường Nguyễn Trường Tộ. Wow, ở Sài Gòn hiếm thấy cái cảnh này lắm nha đại đình. Sài Gòn mà thấy cảnh này chỉ có Nguyễn Du hoặc là Chu Mạnh Trinh thôi. Dạ, mà hiếm lắm. Có xe taxi rồi này nọ, rồi có bóng dáng người quay qua. Còn ở đây là có những giây phút là không thấy luôn. Thấy cái tường rêu thông khắp nơi không? Hồi xưa chắc nó cũng màu hồng ở đại đình. Ở trường này gắn liền tới ông Ngô Đình Khả, Chu Thành Thái, thành phố Huế ở đại đình. Wow, bự dữ ha. Quá bự luôn á nhà đại đình. Lê Quý Đôn là ở bên này chắc bỏ hoa nè. Thấy cái xuống cấp này, tường xuống cấp xin cẩn thận nha đại. Đây là có 5 cái vòng tròn Olympic đây. Dạ, đối với những ai biết Huế, thương Huế là liên quan tới trường Quốc học hoặc là thích về những cái chuyện ngày xưa thì chắc là một cái điều không thể bỏ qua. Dạ. Còn như bản thân em chỉ là đi để cảm nhận thấy và chia sẻ thôi. Quá bự đại rồi đây. Wow, con đường mà rập bóng me luôn. Mát lắm, mát rượi. Bên đây phải mình cũng có một con đường nữa là đại rồi. Wow. Tới đây là hết rồi. Qua bên kia là khu lời đai ở đây. Nãy giờ là mình đi một vòng nè. Mát, tươi luôn. Nắng. Nắng thấy bụng nổi luôn. Ở bên này là mát rồi. Dạ. Em xin phép em chào đại đình, em chào cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe, sự hạnh phúc. Mọi người luôn yêu thương nhau. Em chào đại gia đình. Em gần lại em vô nước.